đấy. Trong ký chưa? Chọn lại nữa hả? Nghe nói hôm nay chọn không kịp, không được á thì hôm khác ra chọn. Anh ở cái khu đồ chơi này mấy giờ 20 phút rồi đó. Chọn tới chọn lui, chọn tới chọn lui, giờ không biết chọn cái nào luôn. Đi mua đồ chơi cũng lắm công phu quá nha. Cái này là đi chọn quà sinh nhật cho mình đó. Chọn nhanh đi con. Chọn không được thì hôm khác là chọn tiếp. Mẹ ý kiến nhiều quá, em phản đối luôn hả? Trăm ký chưa? Dạ. Vậy đi tính tiền đúng không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, uncle. Happy birthday to you. Omedetto. Rồi, cầu nguyện đi. Cầu nguyện đàng hoàng đi, cầu nguyện con, cầu nguyện đi. Con cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi rồi mới cầu thở, mới thở. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện là cho ăn cưng khỏe mạnh nè, tuổi mới nè. Ăn cưng thêm tuổi mới. Tuổi mới. Ăn cưng khỏe mạnh. Con khỏe mạnh. Ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Ngoan ngoãn. Nghe lời ba mẹ. Rồi chúc con thêm tuổi mới. Chắc thật là nhiều sức khỏe nha. Chăm ăn nha. Ăn nha. Học giỏi nha. Rồi, hỏi đèn cày đi. 3, 2, 1, action! Chúc mừng sinh nhật ăn cơm. Happy birthday uncle. Happy birthday to you. Rồi, nè Pokemon nè. Pokemon rồi. Omedetto. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday uncle. Happy birthday uncle. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, yeah. Happy birthday to you. Rồi, ăn bánh kem. Thôi ba lấy dĩa ra đi. Thôi đi, thôi. Oh my god. Oh my god. Mấy cây.
hơi cận rồi. Tí. Ừ. Ừ. Bấm cái trắng. Khoai nhập đi. Khoai nhập đi nè. Đi đây. Sinh nhật của em Phúc An. Em Phúc An tròn 7 tuổi ha. Chúc em bé Phúc An của ba mẹ ha, luôn luôn là mạnh khỏe nè, chăm ăn nè, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nè, và chăm học nữa nha. Lúc nào cũng sống vui vẻ và hạnh phúc ha bé của mẹ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday uncle. Happy birthday to you. Hỏi đi, gọi hả? Nhanh vậy hả? Omedetto. Yeah, happy birthday. Bữa nay là cả nhà ăn sàn á, đi ra ngoài á, với cả nhà ăn cưng á, là hôm nay là đi ra ngoài ăn bò bít tết để chúc mừng sinh nhật của ăn cưng. Thì bây giờ trong lúc mà chờ có thịt bò ra là hai mẹ con ăn cưng á là ăn salad trước. Một tô salad này á là mình tự chọn, mình ra ngoài tự chọn, mình chọn rồi mà hai mẹ con nãy giờ ăn hết một phần rồi mới nhớ một quay phim này. Yeah,
Ăn luôn. Đứng ta lên, đứng ta lên mong.